Chào tất cả anh chị cô chú. Nay cuối tuần á thì bên nhà bảo soạn ra mấy chục mặt hàng nhá, thanh lý cho mình luôn. Thì có những mẫu máy hàng tồn này, đó thì còn một hai cây, với lại là một số nào á mà sắp hết hàng á thì bên nhà bảo sale cho mình luôn nha. Rồi đi vào chương trình ngày hôm nay này, thì bên nhà bảo có này. Rồi số 1 đi nhá, thân chuyên vít của nhà Hukan nha. Rồi cái này á thì bên nhà bảo còn sót lại có một cái thôi. Cái hộp giấy bên ngoài á là hơi bị dơ nhẹ nha, máy bên trong đẹp nguyên. Model máy là TD173. Cây này á 4 cấp số cho mình nha, chuyên vít chuẩn dài ngắn này, số 1 570.000. Ngày hôm nay bán cho mình thân không 430.000 nè. Rồi anh nào á thích bu lông nha, bu lông của nhà Lucian nha. Rồi chờ anh xíu đi. Máy bắn bu lông Lucian nha. Rồi lực lên đến cho mình á là 450 N này, đầu có lỗ nha, xài đa năng, khoan cũng được, bắn bu lông, bắt vít gì cũng được nha. Thân không 508, ngày hôm nay 350.000 nha. Số 2 nha, động cơ máy là không chổi thang, tất cả đều là pin phổ thông nha. Rồi máy 3 chức năng này, World Fit nha, 1395 này, đầu lốc này, máy to, khỏe. Rồi số 3, thân không 650, ngày hôm nay 520 thôi, chân pin phổ thông nha, để mình xài nha. Ngoài ra có những cây máy hàng này Gripman anh chị cô chú nha. Cây này thì thùng hư rồi, thùng xấu, máy thì nhà bảo để có review rồi nha. Ngày hôm nay 860.000, bảo sale có một cây thôi nha, 21 này, 580.000. Cây máy này á thì dây hàng vô cùng dài nha, lên đến cho mình á 4m3 luôn. Rồi có đồng hồ này, chống giật này, 21 580.000. Có một máy rồi nha, máy hàng bảo hành cho mình á lên đến là 18 tháng nha, để mình xài. Tiếp tục này, thân máy mài nha, mẫu này á là 8.300 của nhà Hukan, 4 cấp số cho mình xài nha. Rồi anh chị cô chú nào mua cái thân này á kèm hộp nhựa như này, cây này là to rất nhiều nha. Đó, nếu mà mình xài thích khỏe to này, mua cho bảo cây 8.300, có đồng hồ báo tốc nha. Máy là không chổi thang, thân không á, trước đây là 1220, ngày hôm nay 790.000 thôi là có rồi, a nhầm 750.000 nha, bán rẻ như cho nha, bán lỗ nha. Số 13, 750.000 là có một cái rồi anh chị cô chú à. Rồi cái này á là của World Fit nè. Rồi tiếp tục, bộ máy pin của nhà Hukan nha, máy 3 chức năng, mà máy là F8 nha, trang bị máy là hai quả pin nè. Một đồ nghề như thế này, một thùng nha, trước đây bộ này á thì tới 630.000, ngày hôm nay số 5 còn có vài bộ thôi. Đó, máy 3 chức năng để mình xài nha, đầu khóa trục, khóa lốc cho mình luôn. Ngày hôm nay số 5 430.000, một bộ bao gồm là hai pin, một sạc này, kèm phụ kiện đi kèm rất nhiều cho mình nhá, để mình xài này. Rồi ngoài ra những anh chị nào á mà thích những thân máy nè, máy bắn vít 180 N của nhà Đất Đông nha, model máy là CV180. Lúc mà mình mua thì sẽ được kèm một cái đế chuyển này, mình xài chân M cũng được, chân D21 cũng được nha. Rồi 450, ngày hôm nay sale cho mình số 6 là 350.000 thôi nha. Ngoài ra kéo cắt cành nha, đó, kéo cắt cành MC33 nha, công tắc ở đây này, bóp hai lần nha. Rồi cũng được tặng kèm thêm á là đế chuyển, để mình xài chân D cũng được nè, chân M cũng được nha. Số 8 650.000 thôi. Đó là mình trước đây thân này không
là 1490 nhá. Bây giờ rẻ cực kỳ luôn. Ngoài ra những anh chị cô chú nào á mà ở nhà có pin đê đất tông á thì nhà bảo bán kèm cho mình này những cái đế chuyển nối dài nhá của chân đê 21 nha. Đó để mình xài cắm vào chân đê 150. Ngày hôm nay á xả còn có 1-2 cái thôi, hình như 3 cái hay sao á. Số 24 này 70.000 một sợi dây nối dài chân đê 21 anh chị cô chú nha, để mình xài nha. Rồi tiếp tục, mài pin của nhà Cu Tan này. Hàng này á thì nhà bảo cháy hàng rất lâu rồi, nay á thì còn sót lại một cây nha. Rồi cây này bán cho mình á, ngày hôm nay anh chị cô chú nào mua á thì mức giá là 350.000 một thân nha. Đó, máy là không chổi than. Rồi số này á thì anh chị nào á mua ở số 50 đại đi, đó không có số, báo số 50 nha là có rồi nha. Hả? Rồi tiếp tục bảo lên cho mình á bộ đôi máy mài copper nha. Đó, nếu mà mình thích công tắc trượt này, cây này á là bền cực kỳ luôn. Đó, xài công trình á là cực kỳ phê. Thiết kế máy là nhỏ nha, công suất máy là 950W. Công tắc đuôi lấy cho bảo số 7 nha, 540. Ngày hôm nay á thì còn có 380 thôi. Đó, anh chị nào á mua là công tắc đuôi trượt chứ, nếu mà đuôi á thì lấy số 10 nha, cũng là 380.000 copper nha. Đó, công suất máy đều là 950W nha. Cây này xài công trình trâu cực kỳ nha, xài cho chuyên công trình không à. Copper của thương hiệu Đức anh chị nha. Đó, bộ đôi đấy. Tiếp tục này, máy rửa xe của nhà Hukan nha. Cây này á là mình xài này, có sẵn đầu bếp rửa máy lạnh, bếp đồng luôn, 6 tia nha, để mình xài. Rồi, bình bột tuyết này, đó có tăng giảm bột tuyết nha, nối dài, dây này, xài bằng điện 220 nha. Cây này á thì tới 1.190.000. Ngày hôm nay sale cho mình số 17, 900.000. Anh này á thì công suất lên đến là 1.000W nha. Đó, như cây súng AK luôn, để mình xài nha. Rồi có cả thùng nhựa cho mình để mình xài số 17. Máy rửa xe nè, xài bằng điện nha. Đó, motor dài lớn nè, dây nguồn cụm dài anh chị cô chú ơi, để mình xài nha. 17 có 900.000 thôi. Đó, xả thu hồi vốn cho mình nha. Tiếp tục, bộ này á thì hàng còn tồn lại thôi anh chị cô chú ơi. Máy chuyên vít này, 230 compact nha, của nhà Hukan. Bộ này á thì sẽ trang bị là hai quả pin super nha. Đó, một quả pin mà này á 10 sale này mình mua cùng hơn 800 rồi. Đó, với lại một quả là 2A 5 sale nha. Đó, pin này không mua 1 triệu mấy rồi. Đó, trước đây á bộ này là 1.760.000. Ngày hôm nay bảo sale cho mình số 9 nha, 1380 thôi. Đó, pin phổ thông, sạc pin là xài vỏ chống rung chống cháy này. Pin super này á là xài được cho mẫu máy á Makita hàng xịn nha. Đó, cắm vào á là mình xài luôn chứ không cần thay thế nha. Rồi tiếp tục, anh chị cô chú nào á mua máy 210, cây này á thì nhà bảo á là thâu lại của khách anh chị cô chú nha. Khách có nhu cầu nâng đời. Đó, mẫu này là 210. Đó, lưỡi thì bảo thấy nè, đó chắc có thử một lần thôi. Rồi đế nguyên còn đẹp nguyên luôn cho mình số 0 nha. Bảo sale cho mình á là 1.400.000. Máy này á là 210, nghiêng gấp 45 được này, cắt sắt hộp 48 đều được nha. Đó, anh chị nào á mà mua cắt sắt này, nhôm, gỗ lấy cho bảo cây này. Bây giờ thì cũng hết hàng rồi nha, không có hàng để mà mua đâu nha. Đó, rồi tiếp tục, số 11 anh chị ơi, bộ cắt cành của nhà Warfit nha. Bộ này thì rẻ kinh khủng rồi, bóp hai lần anh chị nha. Cắt cành này, công tắc nguồn này, đó, pin phổ thông, trang bị máy là hai quả pin phổ thông này, chống rung chống cháy, chống va đập cho mình của nhà Warfit 2A nha. Một quả sạc như này
Bộ này á, bán rẻ như cho luôn. Đó, số 11 này, 1080, ngày hôm nay bán cho mình 850. Giá này á, thì bán thu hồi vốn thôi nha. Đó, vì có 1-2 cây tồn lại thôi nên là sẽ hết hàng nha. Rồi tiếp tục, ba chức năng copter nha. Mẫu này á, thì thương hiệu Đức này, xài cho chuyên công trình nòng dài nha. Đó, với chất lượng như này á, mình phải mua từ 1,4 triệu đến 1,5 triệu mới có nha. Ngày hôm nay anh chị cô chú nào á mua thì có đầy đủ combo á, là 3 khoan 2 đục nè. Rồi giá thì cũng rẻ như những cây thông thường thôi, số 15, 1050 thôi nha. Đó, ba chức năng copter nha, để mình xài nè. Rồi máy hàng Casio anh chị nha, số 14 này. Máy này á thì mình hàng mic được, hàng que được, hàng cả inox cũng được nha. Trang bị dây rời nè, đó logo Casio dập nổi trên máy nha, số 14, có 1,150,000 thôi. Nhà bảo cây này á bán cực kỳ chạy nhá. Đó, mua thì được một cuộn khí nè để mình hàng sắt nha, bộ kìm hàng que và một súng hàng mic cho mình luôn để mình xài. Giá cây này á, trên thị trường bây giờ mẫu 250 này có thể nói là chạy nhất luôn. Đó, từ mức giá cho đến chất lượng nha. Bảo hành cho mình 18 tháng để mình xài nha. Rồi nhà Hucan nha, số 22 này. Máy laser E63 nha. Bóng lớn nha. Trang bị máy là 5 tia xanh. Bóng lớn này. Đó, chân đế lớn nha. Hai quả pin, một sạc, một khay. Combo này á là 1,065,000. Ngày hôm nay nhà bảo mất cái hộp bên ngoài rồi nên là sale cho mình nè. Đó, hộp máy nguyên số 22, 850,000 thôi. Nhanh tay lấy nhá. Cây này á thì có cả remote điều khiển từ xa cho mình nhá, để mình xài luôn. E63 của nhà Hucan nha. Đó, có một cây thôi hả? Mốt nó rớt ra hoài. Rồi tiếp tục anh chị cô chú ơi, thân máy ba chức năng Nagato nha. Đó, thân này á, động cơ máy là không chổi thang này. Rồi xài pin phổ thông luôn. Máy ba chức năng có hộp giấy đi kèm như này để mình xài. Rồi, ngày hôm nay sale cho mình số 16, 630,000 thôi nha, là bán cho mình rồi. Tiếp tục, số 19 nè, đó nhà Warfit nha. Pin chống rung này, chống cháy, chống sốc nha. Máy ba chức năng, đầu 10 ly này. Động cơ máy là không chổi thang nha. Lực lên đến là 45 N. Cây này á thì bên nhà bảo review rất nhiều rồi. Đó, có hai pin phổ thông, 2A5 cell phổ thông này, kèm theo á, đồ nghề rất nhiều nha. Bộ này 860, ngày hôm nay số 19 nha, 710,000 thôi, là có một bộ hai pin một sạc nha, để mình xài. Tiếp tục, thân máy cắt cành của nhà Hucan nha. Rồi, mẫu này á thì cũng bóp hai lần luôn. Rồi, công tắc nguồn ở đây anh chị cô chú nha, pin phổ thông. Rồi, ngày hôm nay ở cây này tới 900. Ngày hôm nay anh chị cô chú nào mua là số 23 nha, 700,000. Rồi, có báo này, đồng hồ ở đây nha, báo số lần cắt này, phần trăm pin luôn. Đó, để mình xài này. Rồi, pin là 99 này. Rồi, báo số lần cắt bao nhiêu nha. Rồi, có cả hộp nhựa cho mình 23, 700,000 thôi là có rồi nha. Tiếp tục, số 12 anh chị cô chú ơi, combo hai quả pin của nhà Hucan, nhà bảo đang bán nhiều lắm nha. Đó, pin là vỏ chống rung này, chống sốc cho mình. Pin 10 cell 3A chuẩn nha, có báo pin ngang cho mình. Combo này á tới 860. Có hai pin một sạc, pin phổ thông nha, xài được cho tất cả các máy như là máy khoan ba chức năng này, máy mài này kia. 860. Ngày hôm nay số 12, mất hộp giấy, bên ngoài có hộp nhựa nha. 620,000 thôi là có rồi nha. Và cây cuối cùng anh chị ơi, số 20 nha, máy đục của nhà Hucan nha. Rồi, cũng mất hộp giấy bên ngoài rồi,
có hộp thép bên trong này, đó hơi dơ nha. Rồi model máy là Gen 2 DH65B nha. Đó máy là mới nguyên cho tất cả quý anh chị cô chú mình. Có hai mũi đục bên trong này. Rồi lực máy lên đến là 42 J nha. Rồi cây này là to cực kỳ nha. Rồi trước đây á thì anh chị cô chú nào á mua cây này lên đến là 2.600.000 là máy đục 3mm nha, xài cho chuyên công trình nha. Đó ngày hôm nay anh chị nào á mà mua số 20 bảo giảm cho mình á, là tới 700 luôn. Đó 650 luôn là còn 1.950.000 một cây máy đục 3mm. Đó bán giá thu hồi thôi nha. Rồi thì ngày hôm nay á thì bảo làm chương trình cuối tuần. Anh chị cô chú nào thích xăng hàng sale này kia liên hệ cho Bảo ngay nha. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video sale những mặt hàng tồn này, hàng hư hộp này kia tại đây.